Chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abo nha các bạn. Rồi anh Phi vừa đóng cái đơn hàng xe tay đua ngân hàng để đi Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh xong rồi các bạn, và bây giờ thì anh Phi còn hai cái đơn hàng vô, một đơn đi quận 9 là con 676112IR đó, con là mảng xà linh thần, và một con đi Trân Thành Bình Phước là con 676108. Thì anh Phi sẽ đóng từng đơn các bạn ha. Thì trước hết thì anh Phi sẽ làm cái con này. Đây bộ dây quà tặng anh Phi đã chuẩn bị đây rồi. Ha, bốn dây quà tặng. Và bây giờ thì anh Phi sẽ tui cái hộp hàng này ra. Cái việc test cái con xe Yoyo này á, thì anh Huy cũng đã làm nhiều lần rồi. Cái con mảng xà linh thần này làm rất là nhiều lần, bởi vì các bạn cũng rất là yêu thích nó. Nó rất là đẹp, cái màu đỏ tuyền luôn ha. Màu đỏ rất là đẹp. Và anh Huy cũng đã làm rất nhiều lần gửi hàng đi rồi, cho nên ngày hôm nay chắc anh Huy thao tác thôi. Anh Huy sẽ cũng có nói nhiều về cái độ đẹp của nó, cũng như là cái chủng loại của nó. Nó là một ai chuyên nghiệp, hút dây không lên đâu. Chúng ta phải cần cái kỹ thuật lên dây ha. Còn kỹ thuật có lên dây nó như thế nào thì một là các bạn xem trên các clip YouTube, hai là một hồi anh Huy cũng sẽ làm cho các bạn xem ha. Rồi sau khi vui hàng ra thì nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé. Đấy, và qua cái việc này anh Phi lại muốn nói với các bạn một việc. Khi đóng hàng á, cái hộp hàng nó sẽ vuông vức như thế này nè các bạn. Sau khi đóng hàng cái hộp hàng nó vuông vức như thế này. Ngày hôm nay do cùng một thùng bia anh Phi tách ra thành hai hộp, cho nên là anh Phi sẽ đóng gọn lại ha. Anh Phi không có đóng rộng ra, anh Phi đóng gọn lại nó sẽ đẹp như thế này nè. Lúc mà anh Phi gửi cho nhà vận chuyển thì nó đẹp, nó vuông vức như thế này nha. Đẹp vuông vức như thế này. Đó. Nhưng mà hôm nay anh Phi có một cục hàng trả về từ Thuận An Bình Dương. Nó chính là một con Yoyo 676261, đó là thần hổ biển cả của dòng Flycity 6 anh Phi gửi đi Thuận An. Vì lý do gì đó thì chủ hàng họ không nhận, cho nên họ trả về. Và các bạn thấy ngày đi thì nó vuông góc, nó kiểu vuông cạnh, nhưng mà ngày về thì nó như thế này các bạn. Mặc dù phía bên trong thì cũng không ảnh hưởng lắm đâu, nè bóp như vậy cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng mà cái là nó cái hộp nó sẽ mớp như vậy nha các bạn. Cho nên khi đến tay các bạn mà hộp hàng nó có mớp như thế này á, thì các bạn cũng khoan vội trách người gọi là người giao ha. Tại vì anh Phi đã bị một vài lần về vấn đề về trả hàng bị hộp hàng bị mớp, bị xấu, bị bung. Đó, ở Abo anh Phi đóng là anh Phi cố gắng anh Phi bấm bằng những cái đinh nữa nè các bạn, bấm bằng những cái kim bấm nữa nè, rồi dán băng keo nữa nè ha. Và bây giờ anh Phi sẽ tháo ra cho các bạn xem nha. Đây ha, đây ha, Thuận An Bình Dương, anh Phi tháo ra trong này nó có một cái tờ giấy ha. Lúc trước thì anh Phi cắt ra anh Phi bỏ vô, nhưng mà sau này thì anh Phi ghi trên này luôn để dễ review và có thông tin nói chuyện với các bạn cho dễ ha. Chiếc chữ nó nhỏ trên này rất là khó đọc nha. Rồi nhiều khi nói nhầm, giống như đợt mà anh gửi đi Hà Nội thì phải ha. Hà Nội à, đúng rồi, Đà Nẵng, anh nhầm cái phường thôi mà em bé nó nhảy lên luôn á ha. Nè đây, dây 10 dây tặng ha. Đó, lý do trả hàng là do hàng đắt quá, anh không hiểu được khách hàng. Bởi vì khi thống nhất về mặt giao hàng giao nhận á, thì tiền anh Phi đã báo rồi, con này giá bao nhiêu, ship bao nhiêu, tổng tiền bao nhiêu ngày sẽ nhận hàng, khoảng nào, 3 ngày tới 5 ngày sẽ nhận hàng. Nhưng mà khi về tới trên đó thì phụ huynh lại báo là đắt quá không nhận hàng. Anh Phi không hiểu được, nhưng mà thôi thì hàng trả thì phải nhận thôi chứ sao giờ. Cứ thật với các bạn, hộp hàng về là ngon lành, thấy không? Anh Phi cố gắng đóng cái hộp hàng này, cố gắng cho nó vào đây, cố gắng giữ lại đến khi tới tay các bạn là nó làm như vậy, nó không bị móp méo gì hết. Nhưng nếu nó có lỡ bị móp méo thì các bạn cũng thông cảm chút xíu, tại do khi họ vận chuyển hàng thì rất là nhiều hàng nó nằm đè lên nhau, hàng lớn nó nằm lên hàng nhỏ nó nằm tùm lum hết á, chứ không phải chỉ có một hộp, cho nên cái chuyện mà móp méo hộp là bình thường ha. Nếu về dưới thì có móp méo chút xíu thì các bạn cũng thông cảm cho anh Phi ha. Rồi anh Phi đã lấy cái hộp hàng này ra rồi, và anh Phi bỏ cái hộp này là không có tận dụng lại nha các bạn. Nè các bạn thấy nè, cái tem này là tem của hãng vận chuyển CNT. Lý do trả hàng hoàn hàng thì ở đây á, là cái lý do trực tiếp mà anh nói chuyện với khách hàng á, là người nhà không cho nhận rồi xong ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ chuyển qua, anh Phi không có ý review cục hàng trả đâu nha các bạn. Anh Phi đang nói tới chất lượng hàng bên trong cục hàng chuyển đi, mà cục hàng hoàn lâu lâu nó mới về một cục, cho nên á, là khi nó về á, mình mới biết được cái chất lượng cục hàng về nó như thế nào để review cho các bạn xem. Có những cục về thì không bị mớp như vậy đâu, nhưng mà có những cục về thì nó mớp như vậy đó các bạn. Cho nên là khi tới tay các bạn có lỡ mớp chút xíu thì cũng không sao ha. Mong các bạn thông cảm, không phải là không sao, các bạn bỏ tiền các bạn mua, anh Phi muốn các bạn có được một sản phẩm như ở cửa hàng bán cho các bạn kìa, chứ không phải là mớp mớp méo méo đâu. Giống như ngày hôm qua anh Phi đóng cái đơn hàng gửi đi Cần Thơ, bạn order hai con, một con 2509 với một con 2500, mà con 2500 thì cái hộp nó hơi cũ, chất lượng hàng bên trong thì không cũ đâu các bạn, nó được bảo vệ bởi hộp và giấy niêm phong bên ngoài mà. Nhưng mà anh Huy vẫn quyết định gửi theo ba chiếc, bởi vì cái hộp hàng nó cũ mà anh Huy không muốn là các bạn cầm trên tay các bạn, nó anh Huy gửi hàng cũ cho các bạn, hàng cũ anh Huy sẽ bù bằng hàng mới. Nhưng mà rất tiếc là cái 2500 nó hết hàng rồi, cho nên anh Huy bù bằng một cái hộp loại khác mới thanh tần tân cái đó là như vậy. Cái clip mới nhất anh Huy up lên là anh Huy nói về chuyện đó, và bây giờ thì anh Huy sẽ test con Yoyo 1A chuyên nghiệp này
nó 1A chuyên nghiệp, nhưng không phải nó thuộc dòng chuyên nghiệp nha các bạn. Nó chỉ là tính năng 1A chuyên nghiệp. Những con Yoyo mà dưới 500 ngàn, dưới 1 triệu đồng mà gọi là chuyên nghiệp thì rất là khó. Những bạn chơi chuyên về Yoyo thì những con mà các bạn gọi là chuyên nghiệp phải tầm triệu đổ lên. Còn con này chỉ giá của nó chỉ có khoảng 200 mấy thì không thể gọi là chuyên nghiệp được nha các bạn nhé. Anh Thư vô dây xong rồi nè, anh Thư vẫn giữ lấy ngón cái giữ quẩn. Giữ dây nè, quẩn cho tới gần hết dây thì chúng ta chượn đoạn để chúng ta làm cái nút cho nó dễ ha. Nè máng vô ngón trỏ nè, dầm qua ngón út nè, để trên ngón trỏ còn lại nè. Xong lấy tay vịn nè. Ở đây nó có cọng dây ở dưới nè, thấy không? Thấm kéo nó qua là thành một cái nút thắt nè. Thấy không? Thành cái nút thắt nè. Và như vậy. Ở trên giấy hướng dẫn họ cũng hướng dẫn vậy thôi các bạn. Trong đây nè. Cũng hướng dẫn vậy thôi ha. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ quăng con Yoyo này ra ha. Xem coi nó như thế nào nhé. Rồi các bạn chờ chút xíu, anh Phi quăng tới lần thứ hai anh Phi mới đưa vô. Quăng thứ nhất là anh Phi cho cái dây nó đều lại. Đấy ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ dừng nó lại. Đây, mặt của nó bên này là như vậy. Mặt của nó bên này là như vậy. Một chút xíu nữa anh Phi sẽ còn đóng con Vũ Thần Kiếm nữa để gửi đi Kim Thành Bình Phước. Cho nên Bình Phước thì chị Tuyết này là khách hàng đã mua hàng của ở Abo rồi nhé các bạn nhé. Rồi, đang có khách ở trong xe của khách. Bây giờ anh Phi sẽ làm cái lên dây 1A cho các bạn xem nha. 1A chuyên nghiệp. Nè, hít nó không lên đâu. Hít nó không lên ha. 1A cơ bản hít nó đã lên rồi. Con thần rồng, thần hổ song đấu. Khi mà anh test anh hít 1A là lên liền ha. Nè, đó, các bạn sẽ phải hút dây bằng cách này. Đá vô lên ha. Tay buông tay kéo. Nè, đá vô lên. Tay buông tay kéo. Được chưa? Đá vô lên. Tay buông tay kéo. Còn nếu không rành nữa thì ngón này đập vô ngón này. Cái dây này kéo nè. Kéo lên ha. Kéo lên như thế này. Xong rồi để vô nè. Xuống. Ha, đó, đơn giản chưa? Và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng con này lại luôn ha. Đóng con này lại, nhanh chóng bỏ vô hộp, dán lại. Và anh Phi sẽ chuyển qua để đóng cái con Vũ Thần Kiếm để gửi về Trân Thành nhé. Đây, hàng của Audi anh Phi rất là thích các bạn. Ép vô cái là ngon lành ha, không có lúc lặt đâu được hết nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ dán con keo cái chỗ này lại. Đấy, rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ bỏ nó vào hộp và dán lại. Và tất nhiên là ta phải đóng cái hộp ngoài. Hộp ngoài thì anh Phi đã chuẩn bị xong rồi. Nói đi nói lại thì mất thời gian thôi. Nhưng mà cái đã chuẩn bị xong rồi thì chỉ việc bỏ vô và dán tem hàng. Và anh Phi sẽ phải kiểm tra lại cái tem hàng có chính xác hay không. Chẳng hạn nếu anh Phi dán nhầm cái tem hàng, con này thì đi Thủ Đức, quận 9 ha. Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải Thủ Đức, xin lỗi. Mà anh Phi dán lộn tem Trân Thành là xong phim. Anh Phi dán lộn tem Trân Thành thì người ở Trân Thành sẽ nhận con này, và người ở Thủ Đức thì nhận con kia, thì nó bị sai hàng nhé. Cho nên là anh Phi sẽ phải cẩn thận ở khâu dán tem nữa kìa. Đấy, xong ha. Và tem quận 9 anh Phi đã chuẩn bị sẵn. Quận 9 kiểm tra lại lần nữa là mãn ra đích thân. Ok, và dán cái tem này lên ha, để tránh tình trạng nhầm nha. Phải kiểm tra lại, làm là phải kiểm tra lại. Đây, vậy là hết vậy ha. Một vòng băng keo là hết vậy. Rồi xong, một chút xíu nữa anh Phi sẽ đóng lại ha, dán lại hết. Chút xíu đi, anh Phi làm xong cái con băng thần kiếm này cái đã. Ý quên, Vũ Thần Kiếm. Và các bạn phát hiện anh Phi sai điều gì không? Các bạn anh Phi sai điều gì không? Dán ngon lành chưa? Nhưng mà quên dây không? Có rất là nhiều điều để chúng ta sẽ quên. Và anh Phi sẽ cố gắng, anh Phi môi ở chỗ này để anh Phi bỏ nó vô ha. Đấy, bỏ nó vô nha. Thường anh Phi sẽ bỏ nó vào cái con Yoyo luôn. Nhưng mà hồi nãy do nói chuyện với các bạn anh Phi quên đi. Cho nên nó là anh Phi không có bỏ nó vô ha. Rồi giờ thì bỏ vô xong rồi nè. Đó, thôi dán luôn đi chứ để con hồi nó bung ra nữa khổ nữa ha. Rồi sáng nay anh Phi tâm sự với các bạn hơi bị nhiều nha, không có nói về hàng hóa nhiều nữa mà tâm sự với các bạn hơi bị nhiều về những cái vấn đề mua hàng, đóng hàng, rồi hàng gửi đi, hàng trả về, nó nhiều thứ lắm các bạn nha ha. Rồi cái kết nè, khi mà đóng xong cái hộp hàng thì cái chất lượng hộp hàng đóng nó sẽ là như thế này các bạn. Chưa xong đâu, anh còn Phi còn một đường đi ngang nữa, đường dấu cộng á. Đây, đường này là đường dấu cộng nè. Đấy, để làm cho chắc cái cục hàng. Mà khi cục hàng các bạn mà có lỡ bị đè rồi, nó không có bung ra ha, nó không có bung ra. Đấy, đẹp chưa? Nhưng mà khi mà nó tới tay các bạn có thể nó sẽ bị hụng gốc này nọ do nó bị đè ha. Rồi, bây giờ thì xong rồi đó các bạn ha. Bây giờ anh Phi sẽ chuyển qua đóng cái cục Trân Thành Bình Phước nha các bạn. Anh Phi tắt clip nha, clip này hơi dài rồi cho nên anh Phi sẽ tách ra một clip khác về Trân Thành Bình Phước cho các bạn xem thêm coi cái độ đẹp của con Vũ Thần Kiếm nó như thế nào, màu trắng bạc nó đẹp như thế nào nhé.